Hello anh chị em. Hello. Nào. Là bài cũ nhất trước khi mà ta vào bài mới đó. Bạn quý nào? Bạn quý nào? Hôm trước ta học những phần này không? Quý không có đây à? À Hiếu Nguyễn à? Alo. Thưa thầy thì trước học bài đến bài ơ ân giờ ạ. Bây giờ bài về thời tiết ạ. Không ý thầy là hôm trước là em học những gì ấy? Hôm trước học về thời tiết ạ. Ý thầy hỏi là hôm trước em đã học được những gì, tức là liên quan thời tiết đúng không? Thì em học được những gì về thời tiết? Cụ thể như vậy, bởi vì trong slide mình đã có những gì ạ? Mình đã cho các bạn tất cả rồi mà. Phải chắc chắn đúng không? Từng bài ta phải nắm được nội dung trọng tâm của nó. Tức là học xong bài đó thì ta học được những cái gì? Cái gì ứng dụng ấy? Tổ Hiếu Nguyễn xem bạn bài nhé. Nào Tuấn Anh nào. Alo. Bài học trước thì em học được những cái gì? Trước thì ta học được những cái tính chất của thời tiết, loại mưa. Cái này nha, em đã có thể nói về thời tiết của nơi em sống chưa? Sương sương ạ. Không, nó một nó được hay là chưa nhá, không có sương sương. Mời các bạn sẽ dành 3 phút các bạn xem lại cho mình về slide hôm trước nhé. 3 phút xem lại bài này. Đúng không? Nếu mà các bạn chưa học bài cũ, hôm nay ta chụp bài mới. Đơn giản như vậy thôi. Học đến đâu là ta phải nắm được đến đấy. Tại vì mình đã cho slide rồi, nếu mà mình không cho một tài liệu gì cả đúng không? Thì đương nhiên là bạn không có tài liệu để xem. Nhưng có slide rồi và có hướng dẫn tỉ mỉ hôm trước rồi. Nên là bây giờ ta phải xem lại đã. Ok, ta chắc cái bài hôm trước thì ta mới học bài hôm nay được. Nào, bọn My đã xem lại bài hôm trước chưa? Chưa ạ. Ok. Thưởng thì sao Thưởng? Đã xem lại bài chưa? Không phải biết nhỉ. Alo? Alo ạ. Thầy em nghe thầy nói chưa? Alo. Dạ. Nào, tại hôm trước là em đã xem lại slide khi về nhà chưa? Em xem rồi thầy ạ. Kiến thức là vẫn chưa nói thời tiết đúng không? Nhưng mà vẫn chưa nói được thời tiết ở chỗ mình kiểu nó là gì nhỉ? Nó nâng cao với thầy. Nói được đơn giản với thầy. Không, thầy không bảo đơn nâng cao cái gì cả nhá. Tất cả những gì mà thầy cho các bạn ở trong slide mình yêu cầu các bạn nắm trong slide thôi. Nâng cao gì đấy các bạn tự tìm hiểu ở nhà đúng không ạ? Ta chưa nói nâng cao gì cả, ta nói những cái đơn giản thôi. À bạn Nhạn nào, Nhạn có đây nhỉ? Alo.
Một số bạn hình như lạ nhỉ, các bạn vào nhưng bạn lại không không theo dõi bài à? Hay là sao nhỉ? Mình chưa hiểu đấy. Nào Lê Thanh nào, Lê Thanh có đây không? Lê Thanh chưa có luôn. Nào Đạt Nguyễn nào. Hôm trước học về cách dùng của ơ ân dơ, cách phân loại với cả cách nói về thời tiết. Không, ý thầy hỏi là tại cái thời điểm mà mình đang muốn à, tại cái chỗ mình sống. Nào, bây giờ em đã nói được về thời tiết của nơi em sống chưa? It's hot in Hà Nội. Nào, có trọng hát không? Có ba và look like it's hot in Hà Nội. Nào Đạt về nhà đã xem lại cái slide lần thứ hai chưa Đạt? Dạ. Em có xem mà. Với xem qua. Bạn ơi, mình sẽ nhắc lại lần này lần cuối cùng nhé. Bất cứ tài liệu gì. Đúng không? Mình đã gửi đây. Bạn cần xem lại nhà chắc chắn. Mình không biết là ở khóa for skill các bạn có tài liệu không này, nhưng mà ở đây khóa này thì ta sẽ có tài liệu toàn bộ cái phần mà ta học luôn, và mong mỗi cái slide mình gửi nó sẽ bao quát tất cả những gì các bạn cần nắm trong cái bài đấy, đúng không ạ? Chứ mình sẽ không dạy theo lối là ví dụ lên lớp là chỉ là làm một tấm giáo trình xong đấy là về nhà ngủ đâu, đúng không? Như thế các bạn không áp dụng vào bài, đúng không? Thì mình yêu cầu là ở đây là gì, là đã có những cái gì cập nhật trong slide rồi, cái ứng dụng được các bạn phải nhớ được cái đấy, không còn là những toàn bộ nhé. Những cái gì mà ta đã lưu ý với nhau là ta cần nắm được, đúng không? Ta cần nhất là nắm được. Chứ hồi giờ hôm nay các bạn lên rồi sau đấy các bạn lại nói rằng là về nhà xem chưa xem slide, thì đó là lý do mà tại sao các bạn sẽ bị chậm trong cái quá trình của khóa học này, và đến lúc kết thúc khóa, đúng không nhỉ, các bạn sẽ không có được kết quả như bạn mong đợi. Nào, những ai không muốn nói được với anh nào, các bạn giơ tay xem nào. Không có ai đúng không? Nào, bây giờ nào, bình thường nào, đã xem qua bài chưa? Em xem qua một chút rồi thầy. Nào, bây giờ ví dụ câu hỏi với câu hỏi nhá. Hey, what's the weather like? Well, what's the weather like over there? Em sẽ nói như thế nào? Look like it's windy. À, nó là lần nó to và rõ ràng lên nào. Look like it's windy in over there. À, em có hiểu over there nghĩa là gì không? Ở đây. Thầy đang hiểu là gì? Thầy đang hỏi từ phía thầy nhá. Từ phía thầy hỏi em là what's the weather like over there, đúng không? Tức là ở đằng em, ở đằng đó thì thời tiết nó như thế nào? Đúng không? Trong câu trả lời của em không thể nói là over there được. Nếu em muốn nói này, em phải nói là over here. Nghe chưa? Em bắt đầu lại nhé thầy. Looks like it's over here. Không có ai chưa? Nào. Dạ. Mời Nguyễn My nào. Một chút khác nhé. Nào. Bây giờ hỏi em này. Is it hot? Over there? Chúc thầy hỏi câu này em trả lời như nào? Is it hot over there? Yeah, it is. Nào, em có thể câu trả lời nhé. Okay, trong lúc bạn bị gõ này. Nào, bạn Nhãn có đi chưa nhỉ? Nhãn ơi. Ngọc Anh nào, Ngọc Anh nghe thầy nói không? Có.
Mình cam không? Mà em hơi bị lag ạ. Bạn ơi, mình cần bạn hiểu cái này một tí nhé. Đó là ở đây là mình sẽ không, nếu mà các bạn cảm thấy rằng là gì, cách mà bây giờ mình đang truyền đạt, cái cách mà người ta liệu chưa phù hợp nhé, các bạn có ý kiến. Bây giờ này, mình quan tâm chất lượng dạy và quan tâm chất lượng các bạn về nhà làm được bài, học được bài ấy. Nên, ta thống nhất với nhau nhé. Bất cứ khó khăn gì các bạn phải nói luôn. Bất cứ chỗ nào mà thấy không phù hợp các bạn phải góp ý luôn. Người ta thả dạ, hôm nay buổi thứ 8 nhá, ok chưa? Thì ta sẽ phải cùng nhau ta tháo gỡ để ta học tốt hơn đấy. Còn bây giờ nếu mà ở về nhà với tiến độ như thế này tiếp ấy, rất là khó để mình giúp các bạn, ok chưa? Mình không muốn lên lớp và dạy theo lối là việc làm và tập xong các bạn về nhà bạn tập đấy, ok chưa? Học như vậy xong các bạn sẽ tốn thời gian và tốn tiền và lúc đó các bạn không ứng dụng được. Nên là bây giờ cái cần thiết nhất ở đây này là các bạn sẽ cần nắm được những cái nội dung mà trong slide mình đã gửi. Nếu mà chưa nắm được các bạn phải nói luôn. Thấy ơi, cái này hơi khó với em chưa có nền tảng. Bây giờ em quên hết rồi. Bây giờ sẽ làm lại cho em chậm lại được không? Hoặc là ví dụ từ bước này em không biết học cái nào cho nó hiệu quả thì nói lại cho em cái. Đúng không? Những cái yêu cầu như vậy để hiểu là gì ta đang đuối đâu đúng không? Thì bây giờ mà các bạn về nhà bạn không xem lại một tí nào thì có thánh đúng không? Lên lớp chả giảng nổi. Cái bài hôm nay là cái bài khó chứ không phải là cái bài hôm nay là cái bài mà như hôm trước nhé. Hôm trước thì ta chỉ cho các anh mấy câu như là thời tiết như thế nào này, tôi kiểu thời tiết tôi thích đó là cái gì này đúng không ạ, thì nó đơn thuần, nó đơn giản thôi. Hôm nay ta học về cái bài gì đây, chúng ta hôm nay là đây này, xem lại nhé. Hôm nay là ta sẽ học về cái extreme weather đó, và những cái mẹo đấy, rồi tránh mưa, tránh gió, tránh nắng. Mà nếu mà ta không có cái từ vựng nền tảng từ bài trước ấy thì hôm nay ta không học được, đơn giản vậy thôi. Nhạc đây rồi này, Lê Trang nghe thấy không? Trang ơi, Lê Trang nào? Em đây ạ. Nghe chưa? Alo. Dạ em nghe ạ. Thầy nghe em không ạ? Ừ, nghe rồi đấy. Nào, rồi vậy thì bài cũ mình sẽ để các bạn về nhà xem tiếp. Nào, hôm nay ta sẽ đi qua cái bài này nhé, để mình chắc chắn rằng là các bạn đã cái slide bạn xem rồi đúng không nhỉ? Cái slide xem rồi các bạn sẽ biết rằng hôm nay ta sẽ xoay quanh cái vấn đề này này. Đó là đầu tiên ta sẽ làm quen với các từ vựng liên quan đến cái extreme weather. Đầu tiên là cái dạng thời tiết cực đoan. Thứ hai là cái ảnh hưởng của nó. Bây giờ mình sẽ tạo một cái post nhá. Mình sẽ tạo một cái post này và các bạn sẽ luyện âm cho mình trước. Ta sẽ dành ra khoảng 5 phút ta luyện âm nhé. Các bạn sẽ đây, here we go. Nào. Ở đây có một số từ vựng mà ta cần phải đi qua trước. Từ cái từ đầu tiên là từ typhoon cho đến cái từ cuối cùng ở đây là từ close road. Thì ta sẽ có một cái pronunciation check. Các bạn sẽ check cho mình xem theo xa xem là các bạn phát âm những từ này nó được bao nhiêu điểm. Được chưa? Làm nhanh nhé. Now let's go. Let's go. Nha, comment nhanh nhá. Nào. Sẽ 36 này. Mình sẽ đặt cái đây là vocab này. Sẽ check này. Là bài 4B đúng không? 4B. Oh, here we go. Tiếp theo mình sẽ làm mẫu cho bạn trước nhá. Làm mẫu trước các bạn này. Cái phát âm của những từ này này. Đầu tiên cái từ mà cái từ đọc đúng là typhoon này đúng không ạ? Còn typhoon. Okay. And typhoon. Typhoon. Okay, typhoon âm u dài này. Typhoon. Từ number 2, cái từ mà kiểu nhìn dài và kiểu nó lằng nhằng đúng không? Từ là ok, là blizzard. Ok. Blizzard. Đúng với âm cuối nhá, cuối là âm đ.
Blizzard. Blizzard. Cái number 3 là từ heat. Đúng không? Y dài này. Heat. Âm cuối nó là âm t. Heat wave. Heat wave. Number 4. Đấy, từ heat có rồi nhá. Ok. Heat stroke. Stroke. Heat stroke. Sốc nhiệt đấy đúng không? Đây là cái từ mà từ sốc nhiệt đấy, heat wave, một cái sóng nhiệt, những cái đợt nhiệt cao nó sẽ gây sốc nhiệt đúng không? Nó sẽ gây ra cái heat stroke. Rồi. Number 5 từ flood. Đấy. Flood. Ok chưa? Flood. Cái tiếp theo thì đương đối là dễ này, high đúng không? High này, tương như tiếng Việt luôn. High winds. Âm cuối nó làm gì? Âm gió đúng không? Âm gì? High winds. Tell me the traffic. Traffic. Không phải traffic nha. Traffic. Traffic. Accidents. Accidents. Từ này dễ hơn thì các bạn đọc cái này nè. Cái từ đừng đọc là accident. Đúng không? Đọc là accidents. Cái chữ y ngắn đây nó giống như cái chữ sờ nghe những chữ âm ơ ấy. Accidents. Traffic accidents. Rồi, từ tiếp theo là từ drought. Drought. Nhớ này, cái phụ âm ở đây này nó hơi khó đọc tí nhá. Drought. Mà drought này. Drought. Rồi, từ tiếp theo. Frost. Frostbite. Nhưng mà khi mà bạn đọc hai từ này đúng không? Tức là hai từ này góp lại nhau ấy, nó sẽ đọc không? Nó sẽ nuốt cái âm tờ đi, âm tờ từ frost đi. Như vậy thay vì hay đọc là frostbite, mình sẽ đọc là frostbite. Next one, power. Để cho âm nhé. Power loss. Ở đây có một cái lỗi đơn giản là lỗi đây người ta là losses. Nhưng đây người ta không phải losses đâu. Cái đúng của cuối dạng của nó ấy là power loss. Power loss đơn giản là mất điện thôi. Power loss, mất điện thôi. Ok, cái từ tiếp theo khó này. Ê, từ này hơi khó một tí, và từ này nó phải đọc là không phải wildfires. Wildfires. Từ cuối là từ closed road. Đi nếu mà đọc từng từ nó là closed road. Nhưng mà nếu đọc nhanh, đọc và nuốt ấy đúng không? Là closed road là xong. Closed road. À, các bạn đã comment chưa? Mình chưa thấy ấy. Comment ảnh đi ạ, comment ảnh lên nào. Để ta xem nào, từ vựng có ra bao nhiêu nào. Các bạn nghe rõ không nhỉ? Ở đây mình đang thấy kiểu bên mình nó hiện là tín hiệu không ổn định ấy. Nếu nghe rõ bạn comment nhé. Một bạn comment rồi này, một bạn comment là chấm được một từ thả. Rồi. Nào, nhanh nào, Minh Thưởng nào, Tuấn Anh nào, Giang nào, Phương Nam nào. Ừ, ok. Có thêm nữa rồi. Thầy ơi thầy, comment mấy từ thầy hay là comment hết? Các bạn được bao nhiêu từ các bạn comment hết lên. Đúng không ạ? Được 5 từ comment hết 5 từ, nếu 3 từ comment hết 3 từ. Comment hết lên. Ok, Quý Bảo là bị giật. Ở đây là mạng công cộng các bạn ạ, nên là chắc cũng không tránh khỏi giật đâu. Bạn hàng cà phê thì nó chỉ đến mức độ đấy thôi. Ở đây có Quý là Nguyễn Đạt này. Nên nghĩ có mạng không ăn thua à. Nào biết thương nào comment cho thầy cái nào. Thầy ơi em mới vào cho nên em chưa hiểu lắm ý ạ. Kiểu cách học bên lớp mình nó khác với cái lớp cũ của em ạ. Sorry. Nào lớp cũ em học của mình đến buổi bao nhiêu rồi? Cụ em học được tầm chục buổi ạ. Chục buổi rồi á? Tức là buổi thứ 10 rồi.
tầm đấy ạ. Là nó chắc chắn không? Tại vì là được đến bài thứ mấy rồi? À, để em xem lại đó. Tầm bài 6 ạ. Unit 6. Vâng. Tức là đến unit 6 hay là bài 6? Unit 6 là bài 6. Cái nào? Vâng ạ, unit 6 ạ. Như vậy là em học đến buổi thứ 12 rồi, đúng không? Tầm buổi thứ 11, 12 rồi. Vâng ạ. Và lớp này mới học đến buổi thứ 8 thôi. Ừ, dạ vâng ạ. Nào bây giờ nhá, các bạn cho mình xin phép một chút nhá. Nào, ở cái lớp trước thì em có những tài liệu gì rồi? Dạ, thầy nói lớp lại được trước không? Thì có em có những tài liệu gì rồi lớp trước ấy? Tài liệu em thì em có cái quyển nó sách giáo trình đấy ạ. Với lại hàng tuần thì cô có up bài tập grammar. Với lại cho bọn em kiểu quay video nói ạ. Thế thôi ạ. Tức là ngoài quyển giáo trình ra thì chưa có gì khác đúng không? Dạ vâng ạ. Ok. Nào, Mai Phương Anh nào. Phương Anh ơi. Dạ. Lớp mình có tài liệu gì nhỉ? Lớp mình thầy đã tải lên những tài liệu gì cho các bạn rồi. Tổng hợp lại xem. Mà Hiếu Nguyễn nào, lớp mình có tài liệu gì rồi em? Đó. Lớp mình có những tài liệu gì rồi ấy? Thầy đã tải lên tài liệu gì? Có cái sách giao tiếp thầy đang chiếu. Gì nữa không? Với cả cái có cái quyển bài tập mà thầy gửi. Cái quyển bài tập nào? Cái quyển mà ngữ pháp căn bản hay là cái gì mà thầy gửi đường link ạ? Trời đất ơi, đã tải về chưa? Tải rồi đúng không nào? Bạn khác thì sao? Mai Phương Anh tải về chưa? Đã rồi thầy ạ. Ok. Nếu các bạn nào chưa tải, các bạn tải luôn nhá. Tại vì quyển đấy là quyển nó sẽ toàn diện về cái phần ngữ pháp. Tí nữa nhá, tí nữa thầy sẽ gửi cho Thương cái quyển đấy nhá. Dạ vâng ạ. Quyển đấy nó sẽ giúp em, tức là bài tập trong ba bài tập ngữ pháp của khóa này ấy, em dựa vào quyển đấy em làm ngon ơ. Không phải hỏi lại lần thứ hai. Đó. Tiếp theo là gì ạ? À, Thương này, tức là thầy sẽ hàng tuần thầy sẽ có hai buổi đúng không? Nhớ tải cái slide lên nhá. Em có xem qua cái file đấy rồi ạ. Ok, thì thầy sẽ tải cái slide lên và thầy sẽ up một cái link. Cái link đấy nó sẽ tổng hợp hai cái, một là cái recording này, hai là cái slide. Ok chưa? Em có thể vào đấy làm xem và em chuẩn bị cái slide trước và em tải tất cả những slide mà thầy đã tải lên về. Và mục tiêu ở đây của thầy là gì? Nó nhắn mình đây. Ok. Mục tiêu của cái lớp hàng tuần ấy, đó là thầy sẽ tóm tắt tất cả kiến thức mà em cần vào cái slide đấy. Nhá, tức là những cái gì em cần nắm trong buổi học nó sẽ có trong slide hết. Ok chưa? Rồi ạ. Nó thế để ta rõ nhau luôn nhá. Tức là trong sách, đúng không? Thầy sẽ không gọi là không dạy hết tất cả cái trong sách mà thầy sẽ tổng hợp những cái gì em cần thôi. Ngon rồi nhá. Nào. Rồi, ta tạm dừng phần âm ở đây nào. Các bạn sẽ chuyển sang cho mình phần khác. Phần pháp nào. Hôm nay thì là ta sẽ nói thêm về cái phần nói thêm, không biết các bạn biết chưa, nhưng mà ta sẽ đi qua cái phần này đây. Các vị, bình thường các bạn hay thấy là người ta khi mà những người nói thành thạo đúng không, thì người ta có khả năng đó là người ta sẽ tiếp nối những cái mẫu câu, tức là một câu người ta sẽ nói được dài ý hơn. Ok chưa? Hôm nay ta sẽ học làm cách nào để đó, để ta kéo dài câu ra bằng cái từ gì ạ? Từ nối, tức là cái liên từ. Ok. How to nối câu bằng liên từ. Đó. Thì nếu bạn nào chưa biết liên từ nó là cái gì. Ok, mình sẽ share bây giờ luôn nhá. Mình sẽ nói về cái phần này trong cái quyển giải thích ngữ pháp này. Chờ một tí nhá. Xem cái ngữ pháp này. Here we go. Okay.
Nếu các bạn có quyển ngữ pháp rồi, các bạn giờ rời cho mình trang 169 nhá. Đây, mình share này. Ok, đây. Đó, bài ngữ pháp này của ta nó nằm ở đây. Điện tử. Đó, thì trong tiếng Anh điện tử nó sẽ gọi là cái conjunctions. Conjunctions, cái conjunctions. Và vẫn đã nói đúng không? Điện tử là ta để dùng để nối. Nối câu, nối ý, nối vế với nhau. Thì những từ các bạn biết rồi. Đơn giản nhất là to như từ điện and này, từ but này, từ however, okay, từ so, những từ như thế nó gọi chung là liên tục. Đơn giản là vì nó nối ý, nối câu lại với nhau. Còn nếu muốn nói tiếng Anh trôi chảy, ta không thể nào thiếu từ này được. Đấy, mình lấy một ví dụ nhé. Okay. Ví dụ các bạn kia với bạn giới thiệu bản thân đi. Nhá, mình sẽ cho các bạn câu đó là ví dụ nhỉ, các bạn hay nói rằng I đúng không? I ví dụ am mai đi, am mai hay là am hủ gì đấy nhá, am mai đi. Đó, câu như này am mai nhá, sau đấy bạn nói rằng I'm ví dụ am 18 years old đã đi. Okay. Thì bình thường các bạn sẽ nói hai câu này kiểu tách tách như thế nhá. Nhưng mà ví dụ của bạn nào đó mà đã dùng đến từ tốt tổ thì bạn sẽ bảo rằng là my and I'm 18 years old. À, như vậy bạn nào mà đã biết dùng liên từ, các bạn sẽ nói như này: am I and I'm 18 years old. Tất nhiên mình không bảo các bạn không biết, nhưng mà các bạn dùng không nhiều, các bạn không dùng nhiều nên có thể là nhiều bạn sẽ không biết kết hợp kiểu này. Các bạn sẽ nói đơn giản là am I 18 years old. Đó, đơn giản nhất là như vậy rồi. Ok, một ví dụ khác từ sâu chẳng hạn nhá. Đây. Sinh viên đúng không? Sinh viên thì thường có thói quen là các bạn sẽ ngủ muộn. Ok, I often stay up late. Đầu tiên. Ok chưa? Thì người ta bảo nên đúng không? Em thường làm sao? Em thường thức khuya. Nên em thường dậy muộn. So I often stay up late. So I usually get up late. So nó dùng như vậy. Đó là hai ví dụ cơ bản, nếu bạn hiểu vai trò của cái từ nối rồi đúng không? Đây. Phần mà những từ nối cơ bản nhé thì mình sẽ không nói nữa vì trong sách nó có rồi. Các bạn sẽ đọc trước cho mình cái. Bây giờ sau đấy bạn lấy nhá. Ở đây bên này đang hơi ồn tại vì mình đang ngồi ngoài cà phê dậy. Ở nhà mạng không ổn định nên là mình phải ra đây trước. Nào. Đây nhiệm vụ các bạn này. Đó là mình cho các bạn 2 phút. 2 phút nhá. Bây giờ các bạn sẽ đặt cho mình câu dùng từ nối. Rồi, 2 phút các bạn dùng cho mình từ nối and trước đã. Ý tưởng ở đây các bạn muốn đặt câu nào cũng được, miễn là nghe nó hợp lý. Đó, và nếu các bạn đặt được câu mà hợp lý ấy, đúng không phải chữa thì tốt. Còn nếu không các bạn sẽ comment lên đây để mình chữa xem thế nào. Nha. Có thể đặt nhiều hơn một câu. Hồi nãy mình cho ví dụ về and đúng không ạ? Vậy cứ thế mà chuyển thôi. Ok, thưởng có một câu.
Rồi, thế nào? Em ơi, em mạo hiểm hơn tí nhá. Đặt những câu nào mà em chưa chắc ấy. Câu mà em chắc rồi đúng không? Thì em để đấy đi. Ok chưa? Lên trình nó ở chỗ cái đặt được câu chưa chắc ấy. Nha, nghĩ thêm một câu nào đó khó hơn một tí. Đấy, đây là giây phút ta động não. Ok ạ, ta lên trình. Nào, các bạn khác nào? Hiếu Nguyễn cho thêm một câu này. Ok. 15 years old, I was born in Hanoi. Rồi, Hiếu nghĩ thêm một câu nữa nhá. Câu nào đó nó phức tạp hơn tí nữa. I usually sleep late and I'm late for school. Câu của Khánh Linh thì dễ hiểu. Nhưng mà em đang hơi ở đây này. Ở đây nếu mà dùng từ and nó chưa hợp lý bằng cái từ so đúng không? Ví dụ em có thể bảo là I usually sleep late. So, I'm often late for school. Nó chính xác hơn. Tự nhiên hơn này. Linh nghe được chưa Linh? Có. Ok, đấy, sửa lại nhé. I'm a student and I study. Rồi, không phải là Finance of Academy nhá. Ok. Finance Academy thôi được, không cần phải up nữa. Finance Academy. Được xong. I have my lunch with fried beef and quý ơi, cái từ mà từ ý là gì đây? Fried beef and chicken, cái này hơi khó hiểu một tí, không biết là món gì. Nhưng các bạn đây chicken đang viết sai chính tả này. Và ở đây em có kiểu là đây thực ra thì thầy đang muốn hỏi bảo là các bạn ghép câu lại với nhau ấy, chứ không phải là kiểu ghép thành phần như này nhá. Ở đây em đang gọi là ghép thành phần câu mất rồi. Ok, Tuấn Anh bảo là gì đây? I go to school in the morning and play games in the evening. Rồi Tuấn Anh có một câu cái này. Một câu khác Tuấn Anh nhá, khác nữa nhá. Bảo là thank you for listening and nice to meet you. Rồi câu này hơi đơn giản một tí. Nào câu gì đó kiểu nó vỡ não một tí nữa. Nice to meet you. I study at Hanoi University of Education and I'm going to become a teacher. Ok, câu này tốt này. Đạt nữa là at free time say with friends and strolling the food streets. Câu của Đạt này là em nên bảo là ví dụ in my free time. Never. I usually go out, không phải go outside, go out with friends and stroll. Okay, stroll. Cái đây không phải là stroll nhá. Em bảo là take a stroll. Okay, take a stroll in the food streets. Đúng. Cái từ stroll đây em nếu mà bảo em muốn dùng từ stroll đúng không? Thì nếu mà em muốn rằng dùng nó là động từ thì em có thể bảo là and stroll. Yeah, stroll. Ở đây không nên dùng từ in mà nên dùng stroll along, đi dạo quanh cái phố đấy. Đi dạo dọc cái phố những cái phố ẩm thực đấy. Vì thường bảo em là watching movies and tomorrow I'm going to see it with my có của Việt Thương. Vế trước thì chính xác nhưng vế sau lại chưa đúng. Ví dụ em có thể bảo một cái phim cụ thể. Ví dụ em bảo này, I like watching movies and tomorrow I'm going to see ví dụ Doctor Strange 2 hạn nhé. Doctor Strange 2 thì đúng. Nhưng mà nếu mà bảo là see it with my friends thì lại không đúng. It là cái gì? It ở đây không nó không thay thế cho movies được. Tại vì movies số nhiều mà thì nó không thể là it được. Rồi, ok. Như vậy là trước mắt các bạn đang hiểu phần này mình thấy tương đối rồi. Phần cái em là tương đối rồi. Chắc đây có câu này hay này. I'm eating a box of cookies and it's so delicious. Thực ra ở đây cho người để ý nhá. Em đang bảo là những cái bánh nó ngon đúng không? Dạ vâng ạ. Thì ở đây cookies số nhiều thì em phải bảo là and they are đúng không? I'm eating a box of cookies and they are so delicious. Thì mới đúng.
nên em bảo là ít người ta sẽ hiểu là cái box đấy nó ngon, cái hộp nó ngon, nhưng không phải là cái sô cô la nó ngon. Đó, trở lại chỗ đấy nhá. Okay. Nào, bây giờ khó hơn này, tăng cái level khó này, bây giờ các bạn sẽ đặt một từ gì với từ sâu. Đặt câu. Với sâu các bạn sẽ cần phải nghĩ đến nguyên nhân trước kết quả. Thấy chưa? Nó hỏi nó khó hơn một tí. Nào. Hồi nãy mình cho ví dụ rồi đúng không? Các bạn cứ theo ví dụ đấy các bạn thử đặt xem nào. Nguyễn bảo là cái câu của Hiếu nhá, câu của Hiếu sẽ hay hơn nếu mà Hiếu nghe được không Hiếu? Có. Câu của em sẽ hay hơn nếu em nói rằng là em thêm cái từ and nhé, từ and ở giữa từ cú điêu và hot pot. Em tưởng có từ and ở đấy không được nên em bỏ đi. Em tưởng không có hai liên từ trong một câu được nên em bỏ. Một câu em muốn bao nhiêu liên từ cũng được, miễn là nó hợp lý thôi. Đúng không? Miễn hợp lý. Còn không quy định nào một câu bao nhiêu liên từ cả. My room, I don't know how to cook. So I'm usually, so I'm always wash the dishes. Ông Tuấn Anh có bảo là kiểu là gì? Ý là Tuấn Anh bảo là kiểu là trong cái phòng bông vẫn sống với mấy đứa bạn thân đúng không? Thì không biết nấu ăn đúng không? Phải ý không Tuấn Anh? À. Thì em đừng nói in my room nhá. Em đừng nói là in my room. Ok, em thử nói đơn giản là thế này. Đơn giản là ok, em thử nói đơn giản là I don't know how to cook, so I'm always, mà đó không phải là I'm always what nhá. So I always, không phải I always wash the dishes. Là xong. Em chỉ nói như vậy là gì? Em nói như vậy thôi là được. Không cần phải in my room đâu. Hoặc là nếu mà em muốn bổ sung là kiểu là em là người duy nhất trong phòng mà không nấu được ấy thì em đừng nói thế. Em nói này. I live with bao nhiêu người đấy? Ví dụ I live with 3. Bao nhiêu? I live with. Okay. Ví dụ cả hai người nhé, three other okay. Guys and I often wash okay the dishes and what I don't know how to cook, so always wash the dish. Đấy nhá, Tuấn Anh đấy nhá. Thì Thương bảo là yesterday I had to study all day at school, so I stayed at school at noon. Rồi câu của Thương.
em không cần phải at school nhé. Ở đây vế đầu tiên em có thể nói rằng là I had to study all day thôi. Xong, so I studied, so I stayed at school. Ok. At noon. Ok, được, câu đấy được. Nhưng mà ở phía trước thì em bỏ cái school đi. Đạt bảo là I'm quite heavy, so I often have difficulty in running tasks at school. Okay, I'm quite heavy, so I often have. Ở đây cái từ difficulty này là số nhiều nhá. Difficulties with, không phải in nhá. With, đúng with, with running tasks. Okay, at school, đúng rồi. Câu này tốt đấy. Thương bảo là I got stuck in traffic, so I was late at school. Câu của Phương, câu của Mai Phương Anh nên bảo là I, em nên cụ thể thời gian ra. Dạm là sáng nay, chiều nay hoặc là kiểu hôm qua đúng không? Thế bảo là gì? I got stuck. Okay, yesterday I got stuck nha, không phải stuck nha, stuck in traffic. So I was late for school. Đó. Okay, thank you. Nào, các bạn dừng lại rồi đấy. Từng xíu xíu một như vậy thôi là nó đã nâng cái độ hiểu của mình về ngữ pháp bao nhiêu rồi. Nào, cái phần tiếp theo của đây ấy, thì trong slide mình sẽ nói qua thôi, về nhà bạn đọc thêm cái này này. Nhưng mà khi mà ta nói về những cái thường gặp trong cuộc sống đúng không? Ví dụ như là nói về gia đình này, thì các bạn nên cân nhắc lại những cái cách mà các bạn được dạy trước kia. Ví dụ người ta hay bảo các bạn là there are bao nhiêu people in my family, thì thay vào đó mình nói rằng we are a family of five hoặc là I come from. Đúng không? Thì phần này có lần mình đã nói rồi. Đấy, tức là phần này mình sẽ không nói kỹ đâu, mà các bạn phải nhà đọc trước và hôm sau ta sẽ có dịp để ta sử dụng cấu trúc này khi mà ta làm cái vlog. Ở đây có một số từ này mà mình muốn các bạn hiểu rõ hơn này, ví dụ như là đây. Nào, nhận thấy slide chưa em? Dạ em thấy rồi ạ. Đây nhá. Ở đây có một số từ nữa các bạn nên làm quen này, ví dụ như là từ folks. Folks đúng không? Thì bình thường folks nó bằng với từ people. Bằng với từ people. Nhưng mà khi ví dụ các bạn nói rằng là my folks thì thường nó sẽ chỉ rằng là my folks là bố mẹ mình, gia đình mình, my folks tức là trong gia đình mình có khoảng 4 người đúng không? Thì mình là khi mà mình nói my folks thì người ta hiểu rằng là mình đang nói về ba người còn lại. Đấy, ở đây mình có câu là my folks they are everything to me, tức là gia đình tôi đúng không? Đấy, các thành viên còn lại gia đình thì làm sao, họ là tất cả gì mà tôi có, mà họ là cả thế giới đối với tôi. Vậy đấy. Cái phần này phân loại này nhá thì mình không làm với các bạn đây nữa. Chú trọng ở đây của ta này, đó là ta sẽ học cái cấu trúc. Bạn sẽ nói về cái phần tích toán. Đầu tiên bây giờ ta điểm lại phần kia nhá. Ta quay lại với giáo trình nào. Suy giảm. Đây, quay lại giáo trình một tẹo. Bạn sẽ cho mình biết đó là ở Việt Nam mình ấy, đúng không? Ở Việt Nam mình thì hay có những loại tiết đoan nào nào? Nào, kể tên nào, một số những cái loại thời tiết cực đoan ở Việt Nam nào. Ở Việt Nam có typhoon không? Ở Việt Nam có blizzard không? Ở Việt Nam thì có heat wave không?
nghĩ xem. Comment nhá. Và comment được mùa thì càng tốt. Ví dụ cái typhoon nếu có thì nó vào mùa nào? Ví dụ như là cái heat wave thì nó vào mùa nào? Hay là cái flood thì nó vào mùa nào? Ngon chưa? Nào nhanh các bạn ơi, alo nào. Ủa khó vậy hả? Nào, Phương Nam nào. Giang nào, tôi rồi. Nào, comment mùa nào, thưởng nào. Flood hay là drought thì nó vào mùa nào? Comment mùa nhá. Trong slide các bạn có chúc rồi đúng không? Các bạn thể dùng hoàn toàn dùng có chúc để các bạn comment được mà. Ta làm quen dần đi. Typhoon in summer lasts 3 months from July to Hiếu ơi. Ở đây nếu mà em viết thế này người ta sẽ hiểu rằng là gì? Là mùa hè Việt Nam thì bão kéo dài suốt 3 tháng. Đúng không? Không có chuyện đấy nhá. Đúng không? Tức là xuất hiện trong vòng 3 tháng là thì đúng. Nhưng mà em bảo là last 3 months người ta sẽ bảo là cái bão nào mà thì kéo dài 3 tháng đúng không? Nó còn gì nữa đâu đúng không nhỉ? Nó quét một phát là nó sạch sẽ rồi. Nói sửa lại phần đấy nhá. Tuấn Anh bảo in midsize Việt Nam. Midsize là gì Tuấn Anh? Kiểu miền Trung á? No, miền Trung không phải là midsize nào. Trong slide mình cho bạn chưa nhỉ? Trong slide mình cho luôn mà đúng không? Đây này. Đây. Các cái vùng đây, những cái vùng nhá. Thấy vùng chưa? Tuấn Anh có thấy vùng chưa? Thấy rồi. Đấy, đúng không? Đấy, các bạn thấy là ví dụ cái vùng miền Trung đúng không nhỉ? Đây này, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ này, thứ này. À, tức là miền Trung các bạn chơi cho bạn à? Cho người ta. Như là thiếu miền Trung à? Ờ. Rồi. Như vậy là có mấy con Nam Trung Bộ. Không, thiếu sao được, đúng không có. Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ này, có rồi này. Thiếu không? Đó, dựa vào đây mà đặt chứ. Bây giờ mà mix sai thì chịu rồi. Such often occur in the... Không mà đừng nói là in the autumn nhá. In autumn thôi được. Okay, ví dụ mình nói là such often occurs. Right. What often occurs in autumn in the north central coast. Ở đây các bạn có thể thêm số nhiều vào từ flood cũng được. Nhưng mà tự nhiên hơn thì các bạn nên nói rằng là flood thôi, đừng thêm số nhiều. Vì ở đây ta nói cái kiểu thời tiết đúng không ạ? Ta không phải là đếm. Cái kiểu thôi. Nên là các bạn có thể nói mỗi từ flood thôi được.
ở đây tao có nặng một số từ đây. À, ví dụ mời nào, Nguyên ơi, Nguyên có đâu nhỉ? Nguyên nào? Dạ em đây ạ. Okay. Nào bây giờ cho thầy biết nào, cái từ mà flash flood nó là cái gì? Flash flood. Em thưa thầy là lũ lụt ạ. À? Ủa? Flood lũ lụt nhà đây flash flood. Em nhìn vào hình này. Nó là lũ gì đây? Dạ. Nó là loại lũ gì đây? Chỗ nào thầy? Em có nhìn thấy slide không? Dạ em hơi mạng em hơi lag, em nhìn hơi mờ thầy ạ. Ok nào. Mi nào, Mi ơi. Trong cái slide cái flash flood em hiểu là gì đấy? Nhìn vào hình ảnh này, cái ảnh đây thấy không? Hình ảnh không? Sói mòn ở đây hay là gì? Nào, cái flash flood là lũ quét, hiểu không? Ô, không thấy hình ảnh à? Ô. Phương Nam nào, cái landslide là gì? Em nghĩ là lở đất. Rồi, nó là lở đất thôi đúng không? Nó không phải nghĩ gì nữa. Đấy, landslide này là lở đất này. The flash flood nó là lũ quét. Như vậy thôi. Nào, rồi Hồng Đăng nào. Từ hail, the hail nghĩa là gì nhỉ? Đang mạng yếu à? Trang Lê nào, từ hail nghĩa là gì em? Em thấy thầy là đóng băng. Ừ. Ủa, hail là mưa đá. Các bạn ơi, các bạn làm ơn về làm phước về nhà, các bạn tra từ cho mình những cái từ nào bạn chưa biết trong slide nhá. Bởi vì mình hiểu là các bạn đang chưa tra từ ở nhà nên là các bạn không nắm được những từ này. Những từ này là những cơ bản thôi. Khánh Linh nào, tornado là gì ạ? Đã. Tornado, nào, tornado là gì? Tornado. Tornado là bão. Như vậy là thêm một tháng chưa cho từ rồi. Giờ đất ơi. Cái slide mình cho các bạn ấy thì mình đã tổng hợp tất cả những cái hiện tượng thời tiết mà nó thường xuất hiện ở Việt Nam rồi, tức là sạt lở đất này, bão tủ kiểu này. Chắc là chỉ có mỗi cái băng giá là mình chưa nói thôi. Nhưng thực ra băng giá nó có rồi đúng không? Các bạn đều hiểu là băng giá là cái frost rồi. Đó, cái frost. À. Khó lên chứ phần này mà nó... Thì nhá, mình sẽ phân nhóm ra này. Các bạn chú ý mình nhìn cho mình cái slide số 12 trong ấy nhá. Cái slide số 12 này. Sau ngay cái sau cái slide về thời tiết mình vừa nói đấy. Từ cái slide số 12 trở đi. Ta sẽ học cách. Nói về vùng biển này. Và dạng thời tiết cực đoan. Các bạn sẽ sử dụng cho mình hai cái slide. Cái slide đầu tiên là cái số 12 này. Kịp chưa? Cái thứ hai cái số 13. Ba cái nhá. 12 13 14. 12 này, 13 này, 14 này.
ba slide. Các bước là nói về diện, nói về dữ liệu quan đấy. Nào các phân nhóm đấy, bạn hỏi đáp nhau một số câu nhé. Thầy ơi, em đang học bằng hai máy à? Có gì thầy ad là em cái room 2 lúc nãy. Ok thầy ad rồi đấy. Thank you.
Đấy, bạn làm việc cái nào rồi? Alo. Em thuyết thầy. Hả? Em đang nghĩ thêm thầy ạ. Em đang chuẩn bị thêm thầy ạ. Chuẩn bị thêm cái gì? À, em đang chuẩn bị thêm về câu hỏi, à, câu trả lời thầy. Có lời hỏi thêm mà em? Thêm cái gì nữa? Tại em... từ nay em dối quá thầy. Nào, em đang ở em ở vùng nào ở Việt Nam? À, em ở miền Bắc ạ. Như vậy là biết miền Bắc thì nói nào chưa? The weather is... miền Bắc thì nói thế nào vậy thầy? Trong slide em có slide đấy chưa? Dạ, slide em bấm vào máy tính của em nó bị lỗi, em chưa xem được thầy ạ. Slide bị lỗi trên máy tính á? Vâng ạ, em từ lúc nãy em dùng vào nó bị là lỗi không xác định ý thầy. Em reset nó và nó ghi là lỗi không xác định, vì cả mạng phòng em nó lag lắm. Thỉnh thoảng nó dạo này nó bị lag lắm thầy ạ. Cái slide thầy đã để các em tải về rồi cơ mà, đúng không? Nhưng của em là tải về Word chứ, của em tải về Word nó không mở thầy ạ, nó có cái chữ yes hoặc low gì ạ. Không, em tải về bằng PowerPoint sao lại Word được? Của em tại vì nó phải qua Word thầy ạ. Việt Dương chưa có slide nhỉ? Chưa có slide như Dương? Em đang xem slide rồi ạ. Ok. Em... để tôi chụp ảnh nhé. Chụp ảnh của nhóm đây. Em thấy slide chưa Nguyên? Dạ, để em check ạ. À rồi ạ. Rồi, các bạn dừng vào slide nhé. Và các bạn hỏi cho mình xem đầu tiên xác định này là hỏi xem vùng miền nào, cây chợ sinh ra lớn ở đâu này. Sau đấy các bạn xác định cho mình cái thứ hai là ở vùng miền đấy, đúng không? Là what kinds of extreme weather often occur, đúng không? Okay. In your place, tức là cái nơi bạn sống ấy, thường thường nó có những loại thế cực đoan nào? Nào, Thương rõ chưa Thương ơi? Alo? Em rõ rồi ạ. Ok. Tôi nghe rồi nhưng mà tôi đang mắc việc đi từ đợi tôi. Alo, thanh niên làm ăn nào rồi? Alo. Em vẫn đang hỏi thế ạ. Ừ, nhưng mà nắm được cái cách để nói rồi đúng không? Vâng. Ok nào, thử hỏi câu đầu tiên nào. Hỏi câu về cái kiểu nơi trốn thôi nào. Ờ, nơi trốn à? Ừ, vùng miền nào ấy? Where are you from? I'm from Vietnam. Quý ơi, alo. Em nói mà.
Nào quý anh em ạ. Alo ạ. Thế đang hỏi vùng miền mà sao em lại nói Việt Nam? Em lại nghe thôi quý anh. Alo, em hiểu vùng miền đúng không? Dạ vâng. Em ở vùng nào? Em ở Bắc Trung Bộ. Vậy thì cái vùng miền của em sẽ nói thế nào chị anh? Bắc Trung Bộ. Em chỉ biết miền Trung. Không không không, trong slide có rồi. North Central. Nào, the North Central Coast đúng không? North Central. Thế nó có cái ảnh đấy rồi mà, thấy cái ảnh không? À, có em thấy rồi. Các bạn ơi, về nhà mà chưa xem slide tí nào à? Alo. Em cái slide của em bấm vào nó cứ kiểu nó ghi là hiện lên là bạn phải cập nhật trình duyệt gì đấy, làm em bấm mãi không được ấy. Ừ thì em phải cập nhật thôi. Em đang dùng cái gì, Chromebook hay Chrome? Em đang dùng Chrome ạ. Ừ thì em cập nhật trình duyệt để em xem chứ, tại vì là cái trình duyệt của thầy là nó là Chrome bản mới nhất đấy, hiểu không? Không, lúc mà em bấm vô cập nhật nó cứ hiện là Chrome setup, xong rồi nó không bấm vào thì nó cứ báo chấm than gì đấy rồi. Thì những cái khó khăn đấy em phải nói với thầy, em hiểu không? Để em thể thì chụp cái ảnh thì gửi cho em qua ấy chứ, qua chat chứ nhá. Dạ vâng. Chứ bây giờ các bạn có chuẩn bị bài ở nhà đâu, hôm nay cả lớp chả chuẩn bị bài ở nhà cả, học cái gì? Em hỏi tiếp cái câu mà where you from hay là hỏi về thời tiết rồi. Thế này nhá. Thầy sẽ các bạn ra đây thầy nói cái đã. Còn thiếu à? Việt Thương với Nguyên chưa ra đây à? Đó gọi chưa nhỉ? Rồi, nào, các bạn nghe mình nói cái này tí nhé. Mình dặn trước cái này thế này. Đó là hôm nay mình cho các bạn nghỉ sớm. Vì một lý do đó là mình muốn các bạn chuẩn bị bài kỹ hơn phần này một tí. Bây giờ có các bạn có slide rồi này. Những bạn nào ấy, mà những bạn nào mà slide tải về chưa được ấy, các bạn sẽ cho mình biết cụ thể vấn đề như thế nào nhá. Xong đấy các bạn sẽ nghỉ sớm này. Xong các bạn xem lại cái slide của mình. Chuẩn bị lại cái slide trước. Buổi tiếp theo ta sẽ dành khoảng 15 phút đầu giờ để ta học lại cái kỹ thuật nói về cái thời tiết. Ok chưa? 15 phút buổi tiếp theo ta sẽ ôn lại phần này. Vì hôm nay mình thấy rằng là các bạn vẫn chưa có những bạn, thậm chí bạn chưa tải slide về và thậm chí chưa nhìn vào slide thì các bạn rất là khó để luyện tập, nên bạn sẽ được nghỉ sớm 15 phút. Hôm sau ta dành 15 phút đầu giờ này để ta xem lại về cái bài thời tiết của hôm nay. Không có nói lại vì sẽ có nhiều cái vlog nhá để các bạn nói về thời tiết này, và nếu mà cái các bạn không hiểu mình phải nói gì đúng không, không hiểu câu hỏi, không hiểu cách diễn đạt đấy, rất là khó để nói. Ok chưa? Nào, như vậy nhé. Xem lại này. Kỹ.
tức là các bạn sẽ xem lại về vùng biển của mình, biết mình vùng nào nhé. Thứ hai là ở cái vùng đấy thì vào cái mùa hạ, mùa đông, mùa thu, mùa xuân gì đấy, nó có các loại thời tiết kiểu gì, cực đoan chỗ nào. Hôm sau ta sẽ dành 15 phút đầu giờ để ta nói về cái này.